Khi con thành Phật Chúng sanh trong mười phương Nghe danh của con Quan hỷ tính nhạo Lệ bái quy mạng Dùng tâm thanh tịnh Tu Bồ tác hạnh Chư thiên và người đời Chẳng ai không tôn kính à. Người phạm đều thích được người khác lễ kính Có thể được người trời lễ kính Vậy thì không phải là người bình thường Người trời đều tôn kính quý vị Người trời tôn kính người như thế nào? Tôn kính người có đạo đức Con hiền cháu thảo ở thế gian họ tôn kính tôn kính người có học vấn có đạo đức những người có tâm từ bi có thể giúp chúng sanh khổ nạn thì người trời cung kính người niệm phật được người trời cung kính người tu tịnh độ càng được người trời cung kính vì sao vậy đời này quý vị có cơ hội giảng sanh đến thế giới cực lạc làm phật đây thật sự là việc lớn lão hòa thượng hải hiện thường nói chăm chỉ niệm phật thành phật là việc lớn còn lại đều là giả không chỉ không phải việc lớn mà toàn là giả Giả Thì đừng để trong tâm Điều này quan trọng hơn hết Nhất định phải luôn để a di đà Phật trong tâm Chúng ta xem Chú giải của niệm lão Hữu chương chương vừa rồi là chương 14 Tổng cộng có ba nguyện Dưới đây là Văn danh đắc phước Nghe danh được phước Còn có Đề vị thập thức tu thủ thắng hạnh nguyện Bốn chương tâm nguyện Giai biểu văn danh công đức Nguyện thứ 27 nguyện tu hành thù thắng ba nguyện trong chương này đều hiển bài công đức của việc nghe danh trong đây hiển bài công đức danh hiệu không thể nghĩ bạn người thông thường không biết công đức danh hiệu này của a di đà phật cho nên họ không có tâm tôn trọng nhìn thấy tượng phật nghe được danh hiệu họ hoàn toàn không thể để vào tâm thậm chí còn cho rằng những điều này là mê tín là gạt người khởi ý niệm như vậy thì có tội nghiệp Những điều này không cần giải thích Mọi người đều có thể nghĩ ra Người trời cung kính Sao quý vị có thể hiểu lầm được Một khi nghe danh hiệu Phật Thì đầy đủ các công đức như vậy Đủ để chứng minh Phật hiệu là đầy đủ dạng đức Ba nguyện trước đều nói đến công đức của danh hiệu Điều này đủ để chứng minh Một câu danh hiệu a di Đà Phật đầy đủ dạng đức Dạng không phải là con số Không phải là một dạng, hai dạng Không phải vậy Dạng đại diện cho viên mãn Viên mãn chính là đức lớn vô lượng vô biên lại nữa công đức nghe danh di diệu có nghĩ bạn nghe câu phật hiệu này công đức cũng vô lượng vô biên người niệm phật rất nhiều nhưng người không biết công đức thù thắng của danh hiệu thì quá nhiều rồi họ không biết họ niệm danh hiệu phật có công đức nhưng không lớn vì sao vậy? tâm của họ không tương ứng với Phật hiệu, tâm hành phải tương ứng, bản thân phải thật sự biết được, cho nên chẳng thể không đọc kinh, không đọc kinh thì không biết, kinh thì phải đọc nhiều, phải đọc thuộc lòng. quý vị đọc thông kinh này rồi quý vị hoàn toàn hiểu rõ vậy thì quý vị niệm a di đà phật công đức của mỗi tiếng không thể nghĩ bạn công đức của mỗi niệm không thể nghĩ bạn thật sự là di diệu có nghĩ bạn như kinh tôn thắng đà la ni nói các loài chim bay súc sanh hàm linh Câu này là nói cõi xuất sanh Các loại xuất sanh cũng có rất nhiều Một khi nghe Đà La Ni qua tay Hết báo thân này thì không thọ lại nữa Câu này có nghĩa là Những động vật này nghe được danh hiệu của Phật Chỉ cần chúng nghe được một lần thật sự nghe rõ ràng đời sau chúng có thể rời khỏi thân xúc xanh mà đến cõi người công đức này lớn biết bao chúng tôi sống ở nông thôn nông thôn có giường có cây cối không hoa cỏ chúng tôi còn có một miếng đất trồng rau để phật hiệu trong vườn rau trên cây để máy niệm phật nhỏ bên trong là phật hiệu a di đà phật a di đà phật để những chúng sanh có duyên này được nghe chúng thật sự nghe được thì có được lợi ích thù thắng này Chúng rời khỏi thân xúc sanh rồi đến cõi người Đến cõi người có duyên với Phật Sau này lớn lên đều là đệ tử nhà Phật Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói Kinh Đại Niết Bàn này cũng như vậy Nếu có chúng sanh một khi nghe qua tai thì bảy kiếp sau đó không đọa vào đường ác quý vị xem công đức này lớn biết mấy kinh đại niết bàn là kinh đại thừa kinh niết bàn nói như vậy tất cả kinh đại, đại thừa cũng nói như vậy hiện nay chúng ta dùng máy niệm phật chép danh hiệu chép kinh văn và trong máy niệm phật này để máy ở đó từ sáng đến tối phát không gián đoạn tất cả chúng sanh gần đó đều nghe được chúng ta có tâm này đây là đồ chúng sanh Đồ những chúng sanh này dễ độ hơn người Người có nghi ngờ Không chịu tin Những chúng sanh này quan hỷ Chúng bằng lòng nghe Một khi nghe qua tai còn có công đức như trên đã nói Huống chi là sau khi nghe qua tai Có thể cùng lúc tin nhận Nghe rồi họ có tin Có tiếp nhận hay không thì không biết Chúng ta chỉ biết họ nghe được Thì có công đức lớn như vậy Nếu nghe rồi họ tin Họ tiếp nhận rồi thì công đức đó lớn hơn Công đức ấy thù thắng hơn Chữ nghe trong các kinh thông thường Vừa mở kinh điển ra Câu đầu tiên là tôi nghe như vậy Chữ nghe này Không chỉ là nghe Không phải chỉ nghe được Ý nghĩa trong đó có tin, có nhận Trong Đại Thừa Giáo Trong chữ nghe này Có tính giải hành chứng Bao gồm những cảnh giới này Cho nên Người nghe danh Cho dù đời này Không thể lập tức giảng sanh Họ không thể giảng sanh trong đời này Đời sau cũng nhất định thường tu phạm hành thù thắng Trong phạm hành thù thắng Phạm hạnh vô cùng thù thắng Chính là tính nguyện trì danh Cũng tức là họ rất có thể Nghe được pháp môn tịnh độ Vì sao vậy? Duyên này là do người tu tịnh độ kết duyên với họ Đặc biệt là để chúng ta cho họ nghe Phật hiệu A-di-đà Phật Chính là trực tiếp gieo trọng, kết duyên, phạm hành thù thắng với họ rồi Quý vị xem điều bằng nguyện này hiển bày Tuy là nghe danh Quan hỷ tính nhạo Lễ bái quy mạng Cũng dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh Được chư thiên và người đời đều tôn kính Phước báo trời người Đây là được lợi ích nhỏ Phía trước là được lợi ích lớn Nguyện thứ 25 Tu Bồ Tát Hạnh Bồ Tát Hạnh là lục đồ giảng hạnh Là rộng tu các việc thiện Phẩm tam bối giảng sanh của kinh này đều nói phát tâm bồ đề nhất hướng tuyên niệm hai câu tiếp theo quan trọng vô cùng quan trọng bởi vì phát tâm là vua trong các thiện quý vị tu thiện như thiện nào lớn nhất như thiện nào thù thắng nhất phát nguyện cầu sanh tịnh độ Nguyện này vô cùng thù thắng Vì sao vậy? Vì thành Phật mà Quý vị có thể Giảng sanh thế giới cực lạc hay không? Hoàn toàn do tính nguyện có hay không? Nếu tính tâm càng sâu, càng kiên định Sanh đến thế giới cực lạc Thì càng thù thắng Nắm chắc một câu Phật hiệu này Tranh thủ từng phút giây Sẽ được phẩm vị cao Phát tâm là vua trong các thiện Trì danh là hạnh đứng đầu trong dạng hạnh Quý vị xem hai câu nói này quan trọng biết bao Tiểu chánh nhân giảng sanh này Thì dù làm các việc thiện Rộng khắp mà chẳng chuyên Nhiều mà chẳng tin Chưa khế hợp với bổ nguyện của Đức Di Đà Thì đời này khó chứng được Nên chỉ được trời người lễ kính mà thôi Trong đây không nói đến giảng sanh Quý vị được trời người lễ kính chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này điều này không tệ đều do tính nguyện không thật tính nguyện không chuyên mới có hiện tượng này những người có hiện tượng này thì nhiều Niệm Phật mới có chút công phu Rất dễ được trời người lễ kính Phải nhớ Chỉ giờ điều này thì không thể giảng sanh Chúng ta xem tiếp Nguyện thứ 26 Nghe danh được phước Quý vị xem Trời người lễ kính Nghe danh được phước đều là người niệm Phật không thể giảng sanh. Kinh văn của nguyện thứ 26 Nhược văn ngã danh Thọ chung chi hậu Sanh tôn quý gia Chư căng vô quyết Nếu nghe danh còn sau khi mạng chung Sanh vào nhà tôn quý Các căn không khiếm khuyết đây chính là tướng mạo cũng đoàn chánh cũng trang nghiêm nhưng lại đến nhân gian rồi không mất thân người hoặc người tu phước báo lớn hơn thì sẽ lên cõi trời trời dục giới nơi đó cũng không khó đến Trong chú giải Đại luận nói Sanh do hàng sát đế lợi Thì có thế lực Sát đế lợi là hoàng tộc Có thế lực lớn Sẽ vào nhà bà La Môn Thì có trí huệ Sẽ vào nhà cư sĩ đây chính là nhà tôn quý Họ đến những nơi này Vẫn có thể lợi ích chúng sanh Thật sự mà nói Đại đa số Người niệm Phật Đều được quả báo này Cho nên người thật sự giảng sanh Thế giới cực lạc không nhiều Do đó chúng ta hiểu được Ở thế giới này Người làm quan lớn Giàu có Thông minh trí huệ Có địa vị ở xã hội Được mọi người tôn kính Những người này có dân gì Công phu niệm Phật chưa đến nơi đến chúng Năm xưa Thầy Lý thường nói với chúng tôi Một dạng người niệm Phật Thật sự được giảng sanh Chỉ có ba người, năm người mà thôi Vậy còn người không thể giảng sanh Không thể giảng sanh thì được điều này Được những phước báo này Phước báo trời người Nếu không phải nhờ niệm Phật mà muốn được phước báo trời người được đại phú đại quý trong cõi trời người làm đế dương làm tướng ngày nay gọi là nhà doanh nghiệp lớn có hàng tỷ của cải đều là người niệm phật đều là đệ tử nhà phật Được quả báo tù thắng như vậy Không phải không có nguyên nhân mà có được Giàu có là quả báo Quả ác có nhân Chúng ta xem tiếp Lão cư sĩ là trích dẫn một đoạn trong hội sớ sinh vào nhà thấp hèn bị người đời khinh chê không thể làm lợi ích rộng lớn cho nên nghe danh được phước đời sau đều sinh vào nhà tôn quý các căn là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn không thiếu đầy đủ Lời nói này trong sách hội sớ rất hay Vẫn có câu ít người sinh vào nhà thấp hèn Nghèo khó thấp hèn Người thế gian xem thường Kinh mạng Đây là gì vậy? Không thể làm lợi ích rộng lớn Tiết kiệm không nhiều Chúng ta đều có thể thấy được trong đồng tham đạo hữu chúng ta quý vị quan sát tỉ mỉ có rất nhiều người thích lập việc thiện bản thân ăn xài tiết kiệm dùng tiền tiết kiệm được làm việc tốt lợi ích chúng sanh những người này đời sau sẽ vào nhà tôn quý còn người rất keo kiệt chỉ muốn chính mình hưởng thụ không muốn chăm sóc người khác. Đời sao được thân người, sinh vào nhà thấp hèn. Chẳng thể không thuộc lòng kinh. Không thuộc lòng thì không hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Người học Phật đều hiểu Không thể nói không hiểu Nhân quả báo ứng Đều hiểu Tuy là hiểu Nhưng hiểu không đủ sâu Không đủ thấu triệt cho nên trong sự hành trì Vẫn là niệm niệm Đều nghĩ đến lợi ích của chính mình Sự giàu sang mà mình có được Không chịu bố thí cho người khác Vậy là sai rồi Không biết tu phước còn bên tích đức Không ra khỏi luân hồi Vậy thì Đời sau không bằng đời trước Đời này được thân người Đời sau có thể không được thân người nữa Cho dù được thân người Cũng bần cùng sắp hẹn Những quả báo này đều ở trước mặt chúng ta Mọi lúc mọi nơi chúng ta đều nhìn thấy Thấy rồi thế nào? Thấy rồi nhưng không hiểu Không có cảm nhận Người đọc nhiều kinh sách Họ nhìn thấy thì có cảm xúc Họ nhìn thấy quả liền nghĩ đến nhân Nhìn thấy nhân họ cũng thấy được quả Tu nhân biết quả Làm người cần phải tích thiện tu phước Người trời tôn kính Không sợ thiệt thoại mắc lừa Thiệt thoại mắc lừa cũng không để trong tâm Không quán hận Đây chính là tu phước Chính là tích phước Nhất định phải làm sáng tỏ Làm rõ ràng Thật sự làm sáng tỏ là Bồ Tát Biết được quan hệ Của tất cả chúng sanh với mình là một thể Một thể thì có thể không chăm sóc sao tu phước việc tốt mà tôi làm đều là lợi ích chúng sanh càng nhiều chúng sanh được lợi ích thì phước báo càng lớn thời gian lợi ích chúng sanh càng dài thì quý vị hưởng phước càng lâu nhân của đại phú đại quý đều ở chỗ giúp đỡ chúng sanh khổ nạn giúp đỡ điều gì giúp họ phá mê khai ngộ đây là phước bậc nhất thật sự có trí huệ người thật sự có trí huệ không mê hoặc sẽ không tạo nghiệp sẽ không tạo tội làm người chỉ sợ hồ đồ chỉ sợ mê hoặc điên đạo cho rằng một chút lợi ích trước mắt là phước báo sai rồi không xứng đáng được mà quý vị có được chính là tội nghiệp xứng đáng có được thì cũng phải tiết kiệm mong muốn đem số tiền dư giúp đỡ nhân dân khổ nạn vậy thì đúng rồi không chỉ phải cứu giúp thân mạng người khác mà quan trọng nhất là cứu giúp huệ mạng của người khác giúp người khác khai trí huệ dùng phương pháp gì dạy học dạy học tuy cuộc sống hiện nay tương đối khổ một chút nhưng đời sau có phước báo lớn quý vị giúp người khác phá mê khai ngộ nếu là giảng kinh vậy thì phước báo càng lớn kinh là do phật bồ tát truyền lại giảng kinh giống như phật bồ tát thuyết pháp lời danh người nghe nhiều thật sự nghe hiểu đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Người như vậy nhiều hơn Khi xã hội cũng sẽ an định Thế giới cũng sẽ hòa bình Công đức này lớn biết mấy Cho dù hôm nay chịu một chút khổ cũng hoan hỷ Cổ thánh tiên hiền làm tấm gương cho chúng ta Khổng lão phu tử Không giàu sang Đời sống vật chất tạm qua ngàn Thích Ca Môn Đi Phật 19 tuổi Rời khỏi gia đình Đi làm một vị tăng khổ hạnh Giữa ngày ăn một bữa, tối nghỉ dưới cây Người Trung Hoa chúng ta gọi là ăn xin Ngày trải qua cuộc sống như vậy Vì sao vậy? Tu Đại Phước Báo Cứu cánh cho đời sau Chúng ta nhìn Khổng Tử. Nhìn Đức Phật. Quý vị có thể nhìn ra được. Đó là tấm gương tốt để chúng ta đoạn ác tu thiện. Chúng ta chúng ta muốn có được phước huệ chân thật thì phải học tập theo các ngài đây chính là giáo học của phật pháp chú trọng ở khai ngộ không chú trọng việc học ghi nhớ quý vị nghe giảng kinh học kinh giáo nhớ được rất nhiều cũng dẫn đến qua trời rơi rụng không được đây là gì đây là của người khác không phải của quý vị cổ thánh tiên hiền trung hoa cũng chú trọng vấn đề này trong luận ngữ khổng tử có nói ký vấn chi học bất túc dĩ di nhân sư giả người như thế nào mới có thể làm thầy người khác phải khai ngộ cho nên đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa của sách tự hiểu chính là khai ngộ